Bản tin mới nhất về dịch COVID-19 tối ngày 29 tháng 10. Mời quý vị và các bạn đến với tin tức nóng nhất sau đây. Kinh hoàng, thế giới đã vượt 246 triệu ca mắc COVID-19. Mỹ, Nga đều ghi nhận trên 1.000 ca tử vong trong 24 giờ. Cảnh báo nóng, ca nhiễm COVID-19 cộng đồng tại khu vực Đông Nam Bộ có dấu hiệu gia tăng. Người dân Bình Thuận có biểu hiện chủ quan, lơ là. Bắc Giang phát hiện 5 công nhân là F0, khẩn cấp phong tỏa khu vực trên 10.000 dân. Nhiều trường ở Nghệ An dừng học trực tiếp sau khi phát hiện 3 học sinh nhiễm nCoV. Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cuộc chiến với COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh là khốc liệt nhất của ngành y. WHO cần đến 23,4 tỷ đô để chuẩn bị cho kế hoạch chống dịch toàn cầu, ngăn chặn thêm 5 triệu ca tử vong do COVID-19. Và sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin kinh hoàng, thế giới đã vượt 246 triệu ca mắc COVID-19. Mỹ, Nga đều ghi nhận trên 1.000 ca tử vong trong 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, theo trang mạng worldometer.info, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 445.000 ca bệnh COVID-19, trên 7.300 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 246 triệu ca, trong đó trên 4,99 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới, Mỹ trên 64.000 ca, Nga hơn 40.000 ca và Anh hơn 39.000 ca. Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới, Nga 1.159 ca tử vong, Mỹ 1.146 ca tử vong, Ấn Độ 803 ca tử vong. Đây là ca tử vong trong 24 giờ qua, thưa quý vị. Như vậy là cả Mỹ, Nga đều có số ca tử vong cao nhất thế giới và ở mức trên 1.000 ca trong 24 giờ qua. Trong bối cảnh ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đang tăng trở lại, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang theo dõi chặt chẽ biến thể AI.4.2, một biến thể phụ của chủng Delta, nhằm đánh giá liệu mức độ lây nhiễm của biến thể này có cao hơn so với chủng ban đầu hay không. Biến thể phụ này đã được phát hiện ở ít nhất là 42 quốc gia. Trong bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần, WHO cho biết cơ quan này đã giám sát mức độ xuất hiện của biến thể phụ AI.4.2 từ tháng 7 năm 2021, đồng thời tiến hành các nghiên cứu dịch tễ học và thí nghiệm để xem xét liệu có sự thay đổi trong khả năng lây nhiễm của biến thể phụ hoặc sự suy giảm khả năng ngăn chặn virus của kháng thể ở người hay không. So với biến thể Delta, biến thể phụ AI.4.2 có thêm 3 đột biến, trong đó có 2 đột biến ở protein gai, phần virus bám vào tế bào của người. Theo dữ liệu của sáng kiến khoa học toàn cầu Gisset, khoảng 93% tổng số ca nhiễm biến thể AI.4.2 trên thế giới được phát hiện tại Anh và ước tính biến thể này chiếm khoảng 5,9% số ca nhiễm biến thể Delta tại Anh từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 10. WHO cũng cho biết rằng tỷ lệ các ca mắc COVID-19 ở lứa tuổi dưới 25 được ghi nhận gia tăng kể từ đầu tháng 7 vừa qua, đặc biệt tại khu vực châu Âu và Tây Thái Bình Dương. Nguyên nhân là do những người lớn tuổi hơn có thể đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc những người trẻ tuổi tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn khiến gia tăng khả năng lây nhiễm. WHO cũng đưa ra khả năng virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại các trường học khi ngày càng đông học sinh trở lại lớp học. Bên cạnh đó, WHO cho biết 51% trong tổng số 123 triệu ca mắc COVID-19 được ghi nhận là nữ giới. Song 58% số ca tử vong là nam giới. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong ở nhóm trên 65 tuổi đã giảm mạnh kể từ tháng 9 năm 2020 nhờ nhóm đối tượng này được tiêm chủng và tình hình chăm sóc sức khỏe được cải thiện. Theo WHO, đến nay 47% dân số thế giới được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19. Chương trình sẽ được tiếp tục với tin cảnh báo nóng, thưa quý vị. Ca nhiễm COVID-19 cộng đồng tại khu vực Đông Nam Bộ có dấu hiệu gia tăng, người dân Bình Thuận có biểu hiện chủ quan, lơ là. Vâng, liên tiếp từ 26 đến 29 tháng 10, tại Bình Thuận xuất hiện thêm 321 ca nhiễm COVID-19 mới, chủ yếu ở thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc. Đáng chú ý, trong số 321 ca nhiễm mới, có tới 202 ca nhiễm COVID-19 cộng đồng ở nhiều nơi. Dấu hiệu dịch bùng phát trở lại thể hiện rõ qua con số thống kê ca nhiễm mới của Sở Y tế Bình Thuận. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương trong tỉnh để bàn giải pháp chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong cho rằng, sau hơn 10 ngày thực hiện quyết định 2780 của UBND tỉnh và thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, dấu hiệu bùng phát dịch rõ ở nhiều nơi. Ông Lê Tuấn Phong nhận định rằng có biểu hiện lơ là chủ quan từ cả phía người dân và chính quyền. Ông Phong cho rằng các địa phương chưa làm tốt công tác quản lý người về từ vùng dịch.
Để kiểm soát phòng dịch bệnh trên địa bàn hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong yêu cầu thay đổi phương pháp phòng chống dịch theo hướng linh hoạt nhưng phải có hiệu quả. Theo đó, các khu có ca nhiễm mới tăng cao phải phong tỏa hẹp, quản lý chặt người ra vào. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có phương án hoạt động đảm bảo phòng chống dịch an toàn, hiệu quả. Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Thuận, sáng 29 tháng 10, tỉnh này ghi nhận thêm 68 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong đó huyện Hàm Thuận Bắc 33 ca, thành phố Phan Thiết 17 ca. Ngày 29 tháng 10, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 Tây Ninh cho biết, thống kê từ 18 giờ ngày 28 tháng 10 đến 6 giờ ngày 29 tháng 10, Tây Ninh ghi nhận thêm 211 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, toàn bộ 211 ca này được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Trước đó, thống kê trong ngày 28 tháng 10, tỉnh này ghi nhận 109 ca mắc mới đều qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Ngoài 11 ca mắc COVID-19 là người ngoài tỉnh, đa số các ca còn lại ghi nhận ở 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Tây Ninh. Tính đến nay, Tây Ninh ghi nhận 11.703 bệnh nhân mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 9.747 ca, 158 ca tử vong. Riêng ngày 28 tháng 10, 4 ca tử vong. Liên quan các ca F0, hiện toàn tỉnh đang phong tỏa 148 vùng, đồng thời cách ly tập trung 1.722 người và 3.100 người cách ly tại nhà, nơi cư trú. Trên diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp, Tây Ninh đang tăng tốc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Thống kê từ CDC Tây Ninh, đến ngày 28 tháng 10, toàn tỉnh tiêm được 1.233.428 liều vaccine trên tổng số hơn 1.300.000 liều được Bộ Y tế phân bổ. Trong đó mũi 1 hơn 862.900 liều, mũi 2 hơn 370.000 liều. Mục tiêu của tỉnh Tây Ninh đến hết tháng 10 năm 2021 sẽ phủ mũi 1 vaccine COVID-19 cho 85% dân số của tỉnh. Tại Bình Phước, trong khoảng 3 ngày qua, đã phát hiện 55 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 10 ca được phát hiện qua test nhanh, sàng lọc tại cộng đồng. Số ca nhiễm là tài xế, người đi cùng xe và người từ các tỉnh thành khác về tỉnh cũng chiếm khoảng 30% tổng số ca nhiễm mới. Hiện tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ở Bình Phước còn khá thấp, mới đạt khoảng hơn 66% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 và 17% dân số được tiêm mũi 2. Theo nhận định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi tỉnh tiếp tục phát hiện các ca nhiễm COVID-19 cộng đồng là lái xe, người đi cùng xe, người về từ tỉnh thành khác. Hiện tỉnh vẫn kiên trì biện pháp kiểm soát chặt nguồn lây từ bên ngoài, dần nới lỏng bên trong nhằm phục hồi sản xuất, kinh doanh, thực hiện hai mục tiêu song song, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Chuyển sang tin tiếp theo, Bắc Giang phát hiện 5 công nhân là F0, khẩn cấp phong tỏa khu vực trên 10.000 dân. Kính thưa quý vị và các bạn, trao đổi với phóng viên ngày 29 tháng 10, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bắc Giang xác nhận tỉnh ghi nhận 5 ca mắc COVID-19. Qua xét nghiệm RT-PCR liên quan công ty Luxtra ICT, khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Tỉnh đã triển khai xét nghiệm cho toàn bộ công nhân khu công nghiệp Quang Châu và truy vết các trường hợp liên quan. Đến hết ngày 28 tháng 10, lực lượng y tế đã lấy được 165.000 mẫu. Khu công nghiệp vẫn hoạt động bình thường, chỉ có các xưởng liên quan đến ca F0 thì phải đóng. Khi nào có thông tin đầy đủ, sẽ thông báo thêm, ông Sơn cho biết. Huyện Việt Yên đã có báo cáo nhanh về số ca mắc COVID-19 trên địa bàn 27 ca, tính từ ngày 26 tháng 10 đến 11:30 ngày 29 tháng 10. Số F1 tính đến 12 giờ trưa ngày 29 tháng 10, 432 người, trong đó cán bộ công chức 60 người. Số F2 ghi nhận 1.688 người, trong đó cán bộ công chức là gần 200 người. Theo báo cáo của huyện Việt Yên, trong ngày 29 tháng 10, huyện sẽ lấy mẫu người dân tại xã Thượng Lan, trừ thôn Hạ, thôn 3 Việt Tiến, học sinh và phụ huynh trường Trung học Phổ thông Việt Yên số 2, lấy mẫu tại các khu nhà trọ có F0 sinh sống tại xã Quang Châu, Vân Trung, thị trấn Nánh. Huyện Việt Yên cũng thiết lập cách ly phong tỏa tạm thời 3 xã thị trấn với 2.300 hộ, với trên 10.000 người, đồng thời kích hoạt 12 khu cách ly với công suất thu dung 636 người. Nói thêm về tình hình dịch ở Bắc Giang, ông Mai Sơn cho hay địa phương đang ở cấp độ 1 nên việc đi lại cho bà con đảm bảo thông suốt. Công văn ngày 27 tháng 10 cảnh báo người dân khi đến sự kiện đông người ở Bắc Giang cần có xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh. Nếu người dân đến Bắc Giang trong ngày hoặc không đến nơi đông người, không bắt buộc phải xét nghiệm. Tỉnh này không lập chốt kiểm soát trên các cung đường. Chuyển sang tin tức tiếp theo, nhiều trường ở Nghệ An dừng học trực tiếp sau khi phát hiện 3 học sinh nhiễm nCoV.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 10, ông Trần Xuân Nhương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, đơn vị đã yêu cầu các trường cơ sở giáo dục ở xã Quỳnh Bảng, Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh tạm dừng việc dạy học trực tiếp, chuyển sang trực tuyến từ sáng nay. Quy định trên được đưa ra khi địa phương ghi nhận các chùm ca bệnh mới trong cộng đồng, trong đó 3 trường hợp là trẻ tiểu học và trung học phổ thông từng đến trường. Ông Nhương nói, số lượng F1 liên quan đến ca bệnh nhiều nên phương án dừng học trực tiếp là cần thiết. Một số F1 là học sinh và giáo viên được cách ly ngay tại trường để đảm bảo phòng dịch. Cùng ngày trao đổi với phóng viên, ông Võ Trọng Tĩnh, Chủ tịch UBND xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc cho biết, địa phương đang cách ly hàng chục F1 là giáo viên, học sinh liên quan ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn. 37 học sinh cùng 8 giáo viên đang được cách ly tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn do là F1 của ca nhiễm. Địa phương cùng các ngành chức năng đang kiểm soát nguồn lây, truy vết người liên quan để hạn chế dịch lây lan, ông nói. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An có văn bản gửi ngành giáo dục các địa phương, trung tâm tổ chức dạy học, căn cứ phân loại theo từng cấp độ dịch. Theo đó, với khu vực được xác định ở cấp 1 và 2, nguy cơ thấp và trung bình sẽ dạy trực tiếp, sẵn sàng chuyển ngay sang trực tuyến theo diễn biến của dịch COVID-19. Đối với địa phương cấp độ 3, nguy cơ cao, sẽ dạy học trực tiếp khi trường học đảm bảo 3 tại chỗ là ăn, ở, dạy và học tập trung kết hợp học trực tuyến, ra bài tự học. Căn cứ tình hình dịch, địa phương có phương án phù hợp cho từng khối lớp. Địa phương được xác định ở cấp độ 4, nguy cơ rất cao, sẽ căn cứ tình hình thực tế để dạy học trực tuyến, ra bài tự học với học sinh các cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh này đề nghị tham mưu chủ trương và có kế hoạch tiêm phòng vaccine cho học sinh trên địa bàn Nghệ An, tuổi từ 12 đến 18. Toàn tỉnh có hơn 300.000 học sinh, độ tuổi 12 đến 18, trong đó số học sinh ở bậc trung học cơ sở gần 200.000, học sinh trung học phổ thông hơn 100.000 em. Tùy vào tình hình, học sinh các lớp 6, 9, 10, 12 được ưu tiên đến lớp để đảm bảo quá trình học tập thi cử. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nói, từ ngày 14 tháng 6 đến 29 tháng 10, Nghệ An ghi nhận 2.386 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 21 địa phương. Chuyển sang tin tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cuộc chiến với COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh là khốc liệt nhất của ngành y. Thưa quý vị, chia sẻ tại buổi gặp gỡ tri ân các thầy thuốc tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức tại Bộ Y tế ngày 29 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long gửi lời chúc mừng thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua thời khắc cam go khốc liệt. Bộ trưởng cho biết, giai đoạn vừa qua là cuộc chiến khốc liệt nhất trong cuộc đời làm nghề của nhiều y bác sĩ. Bộ trưởng nói, một số giáo sư bác sĩ chia sẻ trải qua 4 tháng tại thành phố Hồ Chí Minh, kinh nghiệm 5 năm cả cuộc đời chưa thể bằng. Chúng ta trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn, đến nay cuộc sống đang dần trở lại bình thường. Theo ông, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được như ngày hôm nay nhờ sự đóng góp đồng lòng của người dân thành phố, dù trải qua bao mất mát vất vả. Ông nói thêm, như Thủ tướng từng nói, chiến thắng dịch bệnh COVID-19 là chiến thắng của nhân dân. Người đứng đầu ngành y nhấn mạnh, khó khăn rất lớn của thành phố Hồ Chí Minh là phải đảm bảo an sinh xã hội, an toàn trật tự, đảm bảo đời sống, tính mạng, sức khỏe cho hàng triệu người dân trong lúc dịch bệnh tấn công. Chúng tôi cảm ơn người dân thành phố Hồ Chí Minh, sự đóng góp hy sinh của người dân là điều các lực lượng y tế chúng tôi khắc ghi mãi mãi, Bộ trưởng bày tỏ. Tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng khẳng định, qua đợt dịch COVID-19, chúng ta ghi nhận nhiều bài học về lãnh đạo, chỉ đạo, bài học huy động nhân dân, bài học triển khai chuyên môn. Có những thời điểm vô cùng khó khăn, ví dụ như khi ngành y tế phải quyết định điều lực lượng lớn vào thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt 2, Bộ Y tế cử 15.000 y bác sĩ điều dưỡng, 39 đơn vị y tế vào thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị kết hợp với nhau, thành lập trung tâm hồi sức cấp cứu. Ví dụ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kết hợp với Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp hai đơn vị khác là Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Bình. Bộ Y tế giao quyền điều hành tất cả đơn vị trung ương cho chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng bày tỏ sự biết ơn với người dân, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ lực lượng y tế chi viện từ vấn đề di chuyển, ăn ở. Nhiều y bác sĩ nói khi trở về, ký ức không bao giờ quên với họ là nghĩa tình của người dân, lãnh đạo thành phố trong thời gian khó khăn nhất, Bộ trưởng nói. Người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh, trong cuộc chiến với COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, khó khăn nhất nhưng tự hào nhất là việc thành lập các trung tâm hồi sức cấp cứu trong thời gian ngắn, do các bệnh viện tuyến trung ương phụ trách. Điều này trong các kịch bản phương án chống dịch đã chuẩn bị đều không có. Chủ yếu dựa vào phương châm 4 tại chỗ và lực lượng tại chỗ. Chúng ta vừa thiết kế vừa thi công, việc thành lập các trung tâm hồi sức cấp cứu không có quy trình,
Chúng ta quyết định thành lập ngay, bổ nhiệm ngay, rồi ra quy chế hoạt động. Chỉ trong mấy ngày là phải hoàn thành. Lịch sử ngành y chưa từng có tiền lệ như vậy, ông chia sẻ. Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, những bài học rút ra từ đợt dịch ở thành phố Hồ Chí Minh không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh mà là bài học cho các tỉnh, thành phố khác, cho toàn ngành y tế trong ứng phó với đại dịch. Qua đợt dịch này, ngành y tế đúc kết được nhiều bài học quý báu để tổ chức sắp xếp phát triển hệ thống y tế của Việt Nam cao hơn. Chúng tôi đã có những nghiên cứu rà soát, tổng kết để chuẩn bị tốt hơn, sẵn sàng nếu tương lai còn có đại dịch nào khác nữa, Bộ trưởng khẳng định. Chuyển sang tin tiếp theo thưa quý vị. WHO cần đến 23,4 tỷ đô để chuẩn bị cho kế hoạch chống dịch toàn cầu, ngăn chặn thêm 5 triệu ca tử vong do COVID-19. Thưa quý vị, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thẳng thắn nói với nhóm 20 cường quốc hàng đầu thế giới G20 sẽ họp nhóm vào cuối tuần này tại Rome. Họ không thể để cho các nước nghèo phải chịu cảnh khó khăn trong đại dịch. Theo ông Tedros, số tiền này là cần thiết để đảm bảo việc tiếp cận vaccine COVID-19, thực hiện các xét nghiệm và điều trị COVID-19, qua đó có khả năng ngăn chặn thêm 5 triệu ca tử vong do đại dịch này. G20 có khả năng thực hiện cam kết chính trị, tài chính cần thiết để chấm dứt đại dịch, ông Tedros nói trong cuộc họp báo. Chúng ta đang ở một thời điểm quyết định đòi hỏi sự lãnh đạo quyết đoán để làm sao cho thế giới an toàn hơn. Chương trình Access to COVID Tools Accelerator, ACT Accelerator do WHO lãnh đạo nhằm phát triển sản xuất, mua sắm và phân phối các công cụ để đối phó với đại dịch. Hợp tác toàn cầu để đẩy nhanh quá trình phát triển, sản xuất, tiếp cận công bằng đối với chẩn đoán, điều trị và vaccine COVID-19 mới là một sáng kiến của G20. WHO cho biết số tiền 23,4 tỷ đô rất cần thiết và không thấm vào đâu so với hàng nghìn tỷ đô thiệt hại kinh tế do đại dịch gây ra, cũng như chi phí cho các kế hoạch kích thích, hỗ trợ phục hồi quốc gia. Tổng Giám đốc WHO, việc tài trợ đủ cho ACTA là một yêu cầu bắt buộc về an ninh y tế toàn cầu đối với tất cả chúng ta. Bây giờ là lúc để hành động. WHO xác nhận chỉ 0,4% các cuộc xét nghiệm và 0,5% liều vaccine được triển khai cho đến nay được thực hiện ở các nước thu nhập thấp, chiếm chỉ 9% dân số thế giới. Kế hoạch của WHO sẽ hỗ trợ ACTA thay đổi theo hướng tập trung có mục tiêu hơn vào việc giải quyết những thiếu hụt về nguồn cung ở các nước nghèo. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhận định rằng không nơi nào chứng kiến sự bất bình đẳng này rõ ràng hơn ở châu Phi, nơi chỉ có 8% dân số được tiêm một liều vaccine COVID-19. Chỉ 5 trong số 54 quốc gia châu Phi được dự đoán đạt được mục tiêu cuối năm của WHO tiêm chủng đầy đủ cho 40% dân số của họ. Cho đến nay, cơ chế COVAX đã phân phối 425 triệu liều vaccine tới 141 quốc gia và vùng lãnh thổ, thấp hơn mức kỳ vọng.